Chào các bạn và các bạn hãy đi theo mình. Wow! Ngay lúc này, chưa bao giờ chúng ta có thể cùng nhau ngắm nhìn một loạt những chiếc xe của Daewoo Chevrolet. Và một lần nữa chúng ta hãy đi theo mình. Đây, Venza 2010, Lancetti 2008, 2010, 11, 12 và cả một chiếc Cruise 2015 nữa. Và chúng ta hãy, trước khi đi vào chi tiết, hãy ngước nhìn tổng quan tất cả những chiếc xe của Daewoo mà giá chỉ rơi vào khoảng từ dưới 200 cho tới trên 200 triệu đồng một chút mà thôi. Hãy xem và ngắm nhìn tất cả những chiếc xe ngày hôm nay các bạn nhé. Đặc biệt giá ngày hôm nay vô cùng hấp dẫn tại Xế Đẹp 888. Đây là một chiếc Genza, còn đây là Lancetti 2008, 2010, Cruise 2015 và Lancetti 2011. Và đặc biệt chủ đạo và nhân vật chính ngày hôm nay, tôi muốn nói nhân vật chính ngày hôm nay đó là chiếc Lancetti đời 2012. Đây, chúng ta đi vào chi tiết chiếc xe ngày hôm nay. Một điểm nhấn cho đời 2012 của dòng Lancetti đó đã lên liên doanh với lại Chevrolet, và nó có thêm phần dấu cộng ở phần đằng trước và tất cả các thiết kế, các option ở la răng cũng như là phím còi. Đây, và chúng ta thường gọi là Chevrolet, Lancetti Chevrolet đời 2012. Chúng ta ngắm nhìn chi tiết tổng thành chiếc xe này các bạn nhé. Với một thiết kế màu áo bên ngoài đó là màu đen, cộng với một cái thiết kế cách điệu, người chủ nhân đã rất là tinh tế dán thêm một cái bộ tem rất là thể thao với các option mạ chrome viền quanh các đèn và quanh tất cả các lắp cabo và lắp cốp, và thêm nữa các đường cách điệu mạ chrome rất tinh tế và đẹp. Đèn hậu vuông vắn và sắc cạnh, các đường nét gồ ghề và tăng thêm tính mạnh mẽ cho xe. Với mức giá vào thị trường đợt Tết này chưa có nhiều biến động, thì chỉ với 245 triệu đồng chúng ta hoàn toàn có thể sở hữu ngay một chiếc xe vuông vắn, thể thao và lịch lãm, nên form dáng Chevrolet với lại liên doanh với lại Daewoo như thế này. Chúng ta cũng ngước nhìn tất cả các phần nội thất bên trong. Đây, phải đánh giá rằng một chiếc xe đẹp dựa trên 80% đó là yếu tố giữ gìn của người sử dụng. Chúng ta có thể thấy tất cả các đường nét từ keo chỉ cho tới những cái phần mà option giả da như thế này, option da sơn, phần option giả gỗ đó, từ phần bậc lên xuống, từ phần bậc lên xuống đây, không có bất kỳ một chút nào gọi là trượt chạt cả. Đó, từ phần khóa cửa bản lề, phải đánh giá một chiếc xe người chủ nhân quá giữ gìn và quá chi tiết. Tất cả các phần cửa gió điều hòa, người chủ nhân còn lót thêm, bọc thêm cả phần giấy bạc này. Đấy, đấy, và phủ lên phần táp lô để tránh sự ứng chịu của ánh nắng mặt trời. Đó, đó, được chưa? Lancetti đời 2012, một sự liên doanh hợp tác giữa Daewoo Hàn Quốc và Chevrolet của Mỹ. Và có thể nói đến đời 2012 này thì thực sự Lancetti mới đáng đồng tiền bát gạo ngồi trong khoang lái, mà dường như chúng ta có một cái cảm giác rất là thoải mái, không bị gò bó chân như các dòng hatchback. Và với tầm tiền trên dưới 200 thì tôi khẳng định với bạn rằng nếu mà chọn một chiếc xe đời cao, chắc chắn tôi sẽ chọn Lancetti. Và nếu chọn xe mà đi nó ổn định hơn, đó, tôi sẽ chọn dòng Lancetti đời 2012 trở lên. Đó. Và tất cả các bạn có thể thấy đây, tất cả các phần từ vô lăng, bọc vô lăng nó cũng mang thương hiệu của dấu cộng rồi. Đấy, đấy, mang thương hiệu dấu cộng rồi. Đó, một chiếc xe củ số rất đẹp đây.
đi rất giữ gìn, và tất cả phần vô lăng, phím còi không bị trượt chạp một chút nào, không bị màu chút nào các bạn nhé. Các bạn có thể ra đây để nhìn rõ hơn, không bị trượt chạp một chút nào. Không bị có một dấu hiệu nào trượt chạp luôn. Thật là giữ gìn xe. Đó. Đây, tất cả các phần thiết kế, phím bấm rồi là tắt đi cửa, các bạn có thể nhìn xem. Và rất đánh giá một người cẩn thận, một người giữ xe đây. Đấy, tất cả chân côn, chân phanh, chân ga. Đấy. Đấy, nó còn tất cả những cái phần như thế này, nó không bị mờ, một chiếc xe đi nó ít. Rất là nhiều phụ kiện đi thèm, lược này, đĩa này, rồi là bùa hộ mệnh, rồi là nước hoa, kẹo lạc. Đấy, tôi vừa mới lấy chiếc xe này từ Nam Định về. Đấy, nước hoa. Rất là cẩn thận. Và về phần máy thì sao? Như tôi vẫn nói với các bạn, rằng chọn marketing thì phải nhất thiết chọn một chiếc xe máy còn tốt. Và đây, nó đẹp thì nó phải đẹp đều. Máy nó còn cần phải rất tốt thì chúng ta mới có thể sử dụng nó yên tâm được. Một chiếc xe mới đánh về mà chưa có dọn rửa gì cả. Thì đây, phần bầu lọc gió ra máy rất là sáng. Rất là sáng. Tất cả các bạn có thể nhìn thấy này, rằng rất là đẹp, chưa có một dấu hiệu nào về chạm trổ hay tác động về bên ngoài vào. Tai đèn vẫn còn nguyên, chưa bị vỡ, chưa bị va chạm. Đèn nguyên zin và của pha đèn nó thể hiện một cái sâu và sáng, thể hiện cái xe này nó đi ban đêm. Cả các đường mép cabo này, các bạn có thể thấy những cái đường viền option mạ chrome này rất là đẹp. Người chủ dân nhân chiếc xe này giữ gìn và yêu thương chiếc xe này như thế nào. Đấy, tất cả phần chống ồn này nó chưa bị vỡ, chưa bị rách, chưa bị làm sao cả. Đấy. Đấy. Và tất cả cua lốp này, cua lốp rồi hộp bao lê còn nguyên này, hộp bao lê còn nguyên này. Mạ chrome option rất đẹp. Các bạn có thể nhìn từ góc độ này mới thấy được cái đẹp của cả cái nắp cabo này. Đó, giữ gìn rất cẩn thận. Thực sự rất là nhiều Lacetti ở đây, có thể nói đây xứng đáng là nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay. Và đây là một chiếc xe Lacetti đời 2012. Một chút tiết điệu một chút, chúng ta sẽ cùng lướt qua những chiếc xe còn lại để thấy rằng những chiếc xe này có điều gì nó khác biệt một chút và giá thành nó như nào các bạn nhé. Thì chúng ta cùng mở máy, mở lắp cabo tất cả những chiếc xe này lên. Đây. Thì bên cạnh chiếc 212 đó là đàn em 211. Chiếc xe ra đời trước xe 211 thì nhìn chung thì từ đời 2010 để trở lên thì Lacetti đã lên máy form máy to rồi, nó không có cái lắp bảo vệ ở đây nữa. Đó. Còn đây là một chiếc cờ đuôi của Chevrolet, cũng mang dấu cộng rất là đặc sắc, đặc biệt. Máy của chiếc xe này nó hầm hố hơn các dòng xe khác. Cái cờ đuôi này thì đến năm 2018 thì được Bác Vượng, Bác Vy đã mua lại và phát triển VinFast rồi. Đấy. Đây là dòng cờ đuôi, máy nó hầm hố hơn. Nhưng cũng có một cái nét gì đó nó tương tự như các dòng xe Daewoo. Đây. Đây là máy của chiếc cờ đuôi. Đó. 215. Với mức giá thì nó rơi vào khoảng 395 triệu. Của cái chiếc 211 kia thì nó là 230 triệu. Chiếc 212 đầu tiên tôi giới thiệu nó là 245 triệu. Tất cả mức giá ở Xế Đẹp 88 đều thực sự là
siêu hấp dẫn để cô chú anh chị có thể sở hữu được ngay một chiếc xe, không những giá đẹp mà còn phải chất lượng kèm theo. Một chiếc xe này thì nó là đời 2010, vận lên pho máy to, và ra máy bầu lọc gió rất là sáng và đẹp. Tất cả xe ở Xế Đẹp 88 đều cam kết với cô chú bác anh chị là không đâm đụng, không ngập nước và cam kết 100% hoàn lại tiền nếu cô chú bác mà không giống như mô tả của chú bác nhé. Còn đây là chiếc 208 thì nó chỉ rơi vào khoảng 185 triệu thôi. Chiếc 208 này nó rơi vào 185 triệu thì ở đâu đó một cái clip tôi đã giới thiệu cho các bạn xem rồi, chi tiết một chiếc xe này rồi, và tôi đã test chiếc xe này rồi, các bạn có thể thấy nó khác vào máy của chiếc xe này thì nó vẫn còn cái ốp bảo vệ, ốp bảo vệ như thế này, nó khác các đời cao hơn ở cái điểm này đó. Còn đây đàn em Gemcha 2010, phân khúc xe này thì nó sẽ thấp tiền hơn một chút, nhưng mà nhìn chung thì tôi sẽ thích cái dáng vẻ nó ngắn hơn, như dòng Gemcha này nội thất nó đẹp hơn và nó sang trọng hơn, thì chúng ta nhìn ngắm kỹ hơn chiếc Gemcha này cũng mới về chỉ 190 triệu, đời 2010, mức giá siêu hấp dẫn ngày hôm nay tại Xế Đẹp 888 mà thôi. Các bạn có thể xem ngắm nhìn tất cả nội thất, tất cả những chiếc xe ngày hôm nay một lần nữa các bạn nhé. Đây Gemcha 2010. La Jetty 2010. La Jetty 2011. Đây là chiếc Cờ Đu 2015, tức là La Jetty 2011. La Jetty 2011. Cuối cùng quay trở lại với nhân vật chính, La Jetty 2012. Tất cả một lần nữa quay chi tiết lại tất cả các góc cạnh cho cô chú bác anh chị xem chi tiết chiếc xe 2012, nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay, Chevrolet La Jetty 2012 các bạn nhé. Một chiếc xe quá là giữ gìn bởi chủ nhân đi. Tôi đã xem cả cốp sau nữa, quay thật là chi tiết tất cả các góc cạnh. Có thể thấy là như mới đó, bình cháy đi. Xem xe chúng ta xem tất cả các góc cạnh các bạn nha, không nên bỏ qua bất kỳ một cái phần nào. Đây phần vẫn phun chống ồn, đây là phần phun chống ồn khô ráo rất là nhiều. Đây là phần dây có thể viền mạ chrome đấy, trang trí thêm này, đấy kích này, đó, cái xe, những đường viền này, những cái đường viền này nó thể hiện cách điệu một chút thôi, nó cũng làm dáng vẻ của chiếc xe nó đẹp hơn rất là nhiều các bạn ạ, đó. Đấy, tất cả theo chỉnh các cánh cửa này, là cua lốp rất đẹp. Cùng ngắm nhìn chiêm ngưỡng một video, một
mà mình muốn mong muốn các bạn có thể có một cái nhìn tổng quan chi tiết về dòng Daewoo, về dòng Lancetti, về dòng Chevrolet, một cái nhìn tổng quan nhất về cả giá, về cả cách xem xe, về cả chất lượng xe, một cái nhìn về cả tất cả từ màu sắc, chi tiết, đèn pha, cánh cửa cho đến máy. Các bạn nếu thấy hay, các bạn luôn luôn đăng ký và theo dõi kênh các bạn nhé. Cảm ơn tất cả cô chú bác, anh chị và các bạn đã luôn theo dõi và ủng hộ kênh Xế Đẹp 888. Nếu thấy hay, hãy đăng ký kênh và chia sẻ cho nhiều người cùng xem. Em có để lại một cái đường link ở phía dưới, đó là cái món quà nếu cô chú bác muốn nhận được những cái video hướng dẫn chi tiết cách xem xe ô tô con, ô tô tải cũ nhưng còn chất lượng, giá tốt, thì hãy bấm vào đường link đó, điền email, thông tin vào để nhận được những phần quà của em. Một lần nữa cảm ơn tất cả cô chú, anh chị và các bạn. Chúc tất cả cô chú, anh chị và các bạn một ngày vui vẻ, hạnh phúc, gặp nhiều niềm vui bên gia đình. Và một lần nữa, em ở Thái Nguyên, em có dùng số điện thoại 0975672888 và 0973950666. Đó là hai số hotline và Zalo của em. Thì cô chú bác nếu đang tìm kiếm một chiếc xe như thế này hay một chiếc xe nào khác 5 chỗ, 7 chỗ, xe tải, xe bán tải thì đều có thể alo ngay cho em. Em để số điện thoại ở dưới màn hình và ở phần logo. Cô chú bác có thể alo, nhấc máy hoặc lưu số em vào, em là Đạt. Và em có dùng fanpage là Đạt Xế Hộp và Xế Đẹp 888 và kênh Xế Đẹp 888. Và xe tải thì có kênh Đạt Xe Tải, của chú bác hoàn toàn có thể xem và search trên YouTube, trên website. Và một lần nữa cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.